Trường Lĩnh kính chào toàn bộ quý khách hàng. Bên cạnh Lĩnh đây là chiếc xe tải ZAC và xe chúng ta có tải trọng là lên 5 tấn quý khách hàng ạ. Một chiếc xe có thùng hàng dài là 5m25. Rất là đặc biệt là phiên bản trong các phân khúc xe tải 5 tấn thì đây là dòng xe được khách hàng lựa chọn. Và vì sao thế là Lĩnh cùng các bạn chúng ta cùng nhau khám phá ZAC N500 5 tấn phiên bản thùng bạc của chúng ta đời 2022 mới nhất, 100 xe mới 100%. Với thiết kế cabin vuông vô cùng đẹp mắt và hiện đại, phiên bản ZAC logo vàng là phiên bản cao cấp các dòng cabin vuông. Quý khách hàng có thể thấy là dòng 5 tấn của mình là trang bị cặp gương hộp rất là đẹp luôn. Và ở dưới chúng ta sẽ trang bị đèn halogen chiếu sáng cùng với thiết kế đèn sương mù ở dưới. Trên cái cản trước được sơn cùng màu xe rất là đậm nét. Và hệ thống lọc gió khí động lực học có được hai thanh macro, xe rất là đẹp ha quý khách hàng. Sở hữu tải trọng là 4 tấn 99, xe chúng ta có kích thước tục hàng dài 5m25, chiều ngang là 2m12 và chiều cao là tròn 2m từ sàn lên nha quý khách hàng. Đây thiết kế mở cửa sau chúng ta mở ra 2 bi. Ngoài ra đây là thùng hàng tiêu chuẩn có vách ngoài bằng inox. Còn ra là chúng ta có thể đóng thùng full inox. Chúng ta chỉ thêm có 4 triệu thôi là chúng ta có con lươn bản lề bằng inox rất là đẹp luôn cho cái thùng hàng. 500 thì chúng ta đi có lốp lớn như quý hàng, 7.5 lệnh. Lốp trước 7.5R16 nè. Lốp sau cũng 7.5R16. Đồng lốp với lốp trước. Đây là sau chúng ta có một lốp xoay cua. Xe chúng ta đi bình dầu là nhựa cao cấp và sức chứa là 150 lít nha quý hàng. Hệ thống treo trước cho quý hàng đây. Hệ thống treo trước chúng ta là trang bị nhíp lá. Phía trước chúng ta đi tới 9 lá nhíp ha. Rất là dày nè. Chúng ta có thể thấy là hệ thống chassis rất là chắc chắn, chassis được dầm nguội 6.000 tấn của Nhật, dập một lần thành hình luôn. Cùng với đó hệ thống treo sau chúng ta thấy nhíp lá hai tầng nè. Tầng trên là 6 lá và tầng dưới cũng 6 lá luôn. Rất là dày, giúp xe chúng ta chịu tải tốt và ngồi trong cabin xe đi rất là êm. Cầu sau thì chúng ta là cầu lớn, cầu của Mỹ nên là chất lượng rất là tuyệt hảo quý khách hàng. Về phần nội thất xe thì xe trang bị kính chính điện là điều hiển nhiên nè quý khách hàng. Xe chúng ta là 5 tấn thì phải đi 3 chỗ ngồi đấy quý khách hàng. 2 miếng che nắng đầy đủ ha. Cái vô lăng 4 chấu rất là thể thao, đặc trưng của ZAC N series phiên bản cao cấp ha. Đấy, thiết kế đây là đồng hồ tắp lô. Đấy, khi mà bật lên nhà buổi tối nhìn rất là đẹp, rất là sáng luôn, giúp anh em dễ dàng quan sát ha. Và đây với trang bị sẵn hệ thống máy lạnh, máy quạt, FM radio hay cũng mồi lửa rất là thông dụng rồi, và được thêm cái hộc chứa nước. Anh em có thể gắn một cái màn hình Android lên đây nữa, chúng ta giải trí là tuyệt vời luôn. Xe chúng ta đi cần số với là 6 số tiến, 1 số lùi nè. Đấy, vào số là vô cùng nhẹ nhàng. Các phiên bản xe ZAC cao cấp thì vào số rất là nhẹ nhàng ha. Và điều đặc biệt bên cạnh đây chúng ta có thể thấy xe chúng ta là thắng tay lốp kê. Vì xe chúng ta là có phiên bản máy nước của chúng ta thì xe sẽ trang bị thắng hơi nha quý khách hàng. Bầu hơi nó nằm trên cái cây chassis nên nãy Lĩnh chưa quay được. Nội thất rất là rộng rãi luôn. Một chiếc xe có 545 triệu thôi rất là đáng đồng tiền. Tải trọng 5 tấn. Ngoài ra với xe dòng xe này thì có lên tải 3 tấn rưỡi và 6 tấn rưỡi bằng giá luôn cho quý hàng lựa chọn. Đặc biệt là khối động cơ nằm trên xe ZAC N500 là động cơ DEV của Đức và rất chất lượng luôn quý khách hàng. Với động cơ này chúng ta có turbo tăng áp nè. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, 100 cây chỉ rơi vào khoảng từ 12 đến 13 lít dầu thôi. Đồng thời với khối động cơ này sẽ được bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Khối động cơ này dung tích chỉ 2.977 nhưng mà đạt tới 155 mã lực các quý khách hàng. Rất là mạnh luôn. Điều đặc biệt khi quý khách hàng mua xe tại Phú Cường Auto sẽ được thay nhớt, lọc dầu, lọc nhớt miễn phí lần đầu tiên khi chúng ta chạy rô ra dưới 3.000 cây. Đồng thời sau đó 1 năm thì Phú Cường sẽ tổ chức tri ân khách hàng và sẽ được thay nhớt, lọc dầu, lọc nhớt tiền công miễn phí 100% luôn. Đây là một chiếc xe chỉ có giá thành là 545 triệu. Xe rất là đẹp, cabin vuông quý khách hàng. Thùng mui bạc, thùng kính đầy đủ.
Và để sở hữu chiếc xe này thì chúng ta chỉ cần đầu tư trước từ 130 triệu trở lên là chúng ta được nhận được xe. Chỉ cần cung cấp cho Lĩnh là căn cước công dân là đã nhận được xe rồi, quý khách hàng. Dòng xe này là ngân hàng rất là tin tưởng về cái chất lượng của nó và nên tài trợ rất là nhanh, nhanh gọn luôn. Rất là dễ dàng để sở hữu một chiếc xe tải rắc 5 tấn chất lượng như thế này. Anh em có nhu cầu liên hệ cho Lĩnh qua số điện thoại trên màn hình. Trường Lĩnh xin chân thành cảm ơn.